nay, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đưa ra cảnh báo do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, nên từ chiều và tối nay, ngày 17 tháng 5, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, vài nơi có lượng mưa trên 80mm một đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, thời tiết khá mát mẻ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ C, thấp nhất từ 20 đến 23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Khu vực Hà Nội, ngày mai trời có mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ C, thấp nhất từ 22 đến 24 độ C. Còn ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, trời có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ C, thấp nhất từ 25 đến 27 độ C. Dự báo xa hơn là trong 10 ngày tới, khu vực thành phố Hồ Chí Minh nhiều nơi có mưa dông thường xuất hiện vào chiều tối.